đấy các bác ơi, cây này là dây lạc tiên nhé. Các bác nào mà mất ngủ, ngủ không sâu giấc này, trằn trọc, thao thức cả đêm, ngủ không sâu giấc ý, thì các bác lấy cây này về để đun nước uống nhá. Đây là dây lạc tiên, chắc chắn là tuổi thơ đã nhiều bác đã được ăn quả này rồi. Quả này ăn rất là thơm và ngon. Dây lạc tiên có tác dụng là an thần, giải nhiệt mát gan, hỗ trợ cho suy nhược thần kinh, mất ngủ, ngủ không sâu giấc, tim hồi hộp. Các bác lấy cây này về rửa sạch, thái nhỏ, phơi khô. Liều dùng mỗi ngày là 8 đến 20g đun nước uống hàng ngày. Các bác có thể dùng phối hợp với lá dâu tằm, lá vông nen, tâm sen để uống. Sau vài phút đun thì một phin đã có một bát nước từ dây lạc tiên rất là ngon. Mùi thơm thảo dược rất là dễ uống ạ. Những bác nào mà gặp vấn đề về mất ngủ, ngủ không sâu giấc ý, thì các bác hãy áp dụng một thời gian sẽ cải thiện rất là tốt để giấc ngủ của mình các bác nhé. Còn bác nào gặp vấn đề nào nữa không? Hãy đặt câu hỏi cùng Mùi Phin nhé.